thế, bây mình cũng đổi đồ đi. Đổi đồ đi. Đang đổi 100 đô ấy. Mình đổi đô không anh? Ở mình thì sao thoải mái. Ba phố. Không phải không thoải mái lắm đâu, nhưng mà có cái là Juno là phải ra hết chỗ rồi, một lúc thì không đi bảy tờ giấy. Juno có chương trình khuyến mại. Sao mình đổi đô mà nhỉ? Máy bơm cho bác chưa? Đổi em xăm đấy. Ở trên kia nãy bảo 24 em. Chưa giờ 24 mà bán ra. Này đợt này công an có làm gì không anh?